Xin chào các chị đã đến với kênh Cắt May Mẹ Bóng. Hôm nay thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho các chị làm một cái mẫu zoom áo như thế này. Đó, rất là dễ thương ha. Cái góc quay nó không có đủ nguyên một cái sản phẩm ha. Đó, rất là dễ thương như thế này. Ở đây thì mình sẽ có phần bèo ha, nách, sát nách nè. Ở thân trên mình sẽ may hai lớp, thân dưới thì mình sẽ may dạng quần phồng. Đó, ở sau thì mình sẽ có gài nút. Cái phần thân sau này á, nó giống như cái phần của đầm đầm xòe và cái phần của đầm body chip á, cái dạng body chip ha. Chỗ này mình có hơi hở một chút xíu để cho bé mặc nó thoải mái nè. Đó. Và mình sẽ đính nút, mẹ Bóng chưa có đính nút ha, mẹ Bóng dùng kim ghim. Bây giờ thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho mình cách thiết kế cũng như là cách may dành cho mẫu mẫu body này ha. Ở trong đây thì mẹ Bóng hướng dẫn thiết kế dành cho hai ba mẫu luôn. Một mẫu là như thế này, một mẫu là ở trên này là áo dây và một mẫu là ở trên như thế này, còn ở dưới là dạng váy. Các chị tưởng tượng thay cái quần này bằng cái váy ha. Đó, thì nó cũng ra được một cái đầm. Đó, thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho mình thiết kế một trong, có nghĩa là một cách thiết kế mà ra được ba cái kiểu như vậy luôn. Rồi sau đó thì mẹ Bóng sẽ hướng dẫn may cho cái mẫu này nha. Rồi bây giờ mẹ Bóng sẽ hướng dẫn cho mình thiết kế cái dạng zoom. Zoom cho bé ha, zoom dài phồng cho bé. Ở đây thì để thiết kế cái zoom dài phồng này thì các chị cũng sẽ cần những cái thông số, ví dụ như vòng cổ nè, vòng cổ ha, vòng nách, ngang vai, dài vai ha, dài vai, rồi vòng ngực. Vòng mông, ngực mông của bé thường nhỏ nhỏ, nó ngang nhau không à. Rồi, phần hạ đáy, phần hạ đáy này á, thì tại vì nó là zoom các chị. Đó, mà bé thì lại không có cái phần điểm eo để mình xác định từ eo đâu. Nên là các chị cứ đo trực tiếp từ góc cổ vai, từ góc cổ vai từ trên cao luôn á ha. Từ trên cái góc cổ vai của bé, các chị đo dài xuống cái phần đáy luôn. Đó, hoặc là các chị đo vòng quanh qua đáy giống như mình đo đáy á, mình kiểm tra cái độ đó ha, và mình cộng thêm lượng cử động. Thì cái này á, phần hạ đáy này mình đo trên cơ thể. Với cái dáng zoom này, cái đáy các chị phải lấy nó dài dài một tí nha. Đó, khi mình đo mình có thể mình trừ hao một tí cho cái phần đáy nó dài dài nó mới đẹp. Còn nếu như zoom mà các chị mặc cái đáy mà nó sát vào cái đáy của bé, nó rất là khó chịu và nó sẽ không có đẹp cái form ha. Nên cái phần hạ đáy này mình nhớ lưu ý là mình cộng nhiều nhiều cho mẹ Bóng một xíu ha. Hạ đáy dài, dài nguyên của cái bộ luôn ha, dài bộ zoom là đo từ góc cổ vai đo tới cái phần chân luôn ha. Đó, mình cũng phải cắt, mình thí dụ mình đo từ góc cổ vai mình đo tới chân là được 65 đi, thì mình phải cộng thêm khoảng 2 xăng, tại vì nó cần có cái độ phồng phồng nó mới đẹp á. Đó, nên là mình cộng thêm khoảng 2 xăng ha. Ở đây mẹ Bóng lấy cho bạn Bóng là 70. Rồi, còn thông số gì nữa không? Cửa quần, cái ống quần á ha, cái ống ở chân á, ống quần ha. Đó, ống quần 22. Rồi, phần hạ ngực, tại vì cái phần zoom này á thì nó sẽ có cái phần đánh cong ở ngực cắt rời ra. Đó, thì mình có thể lấy mình đo trên cơ thể. Cái này thì mình mẹ Bóng không cho số đo được, tại vì tùy bé. Các chị sẽ đo từ cái góc cổ vai đo tới cái phần mà các chị muốn rã ra để tạo cái độ phồng ha. Ở đây mẹ Bóng lấy bạn Bóng là 18 xăng. Rồi, và bây giờ dựa trên những cái thông số này thì mình sẽ vẽ cái bộ này. Rồi, đối với thân trước, mẹ Bóng sẽ vẽ tỷ lệ 1, 2 ha. Thân trước thì mình cũng sẽ kẻ một đường thẳng nè. Một đường thẳng góc ha. Và các chị cũng sẽ lấy cái phần độ rộng này để tính cái vai nè. Rồi bây giờ mình sẽ tính các đường hạ, gồm có thân trước thì mình sẽ có hạ cổ thân trước. Hạ cổ thân trước sẽ bằng vòng cổ chia 6, hoặc cộng khoảng 1 xăng. Rồi mình có một điểm hạ cổ ha. Hạ vai thì bằng 1 phần 10 ngang vai, khoảng 2 xăng 4, 2 xăng rưỡi. Rồi. Hạ nách thì sẽ bằng vòng nách chia 2, tại vì cái vải này thông thường mình sẽ may vải thô nên mình không trừ nha. Mình lấy từ điểm hạ vai này xuống bằng vòng nách chia 2, 26 chia 2 được 13,
13. 13. Rồi mình sẽ có một điểm hạ nách hay hạ ngực. Rồi, hạ đáy ha. Hạ đáy là 45. Mình có một điểm cái hạ đáy mình đo, nhớ là đo rộng rộng thoải mái ha, và dài là 70. Rồi, bây giờ từ các cái điểm này mẹ bóng sẽ dựng các cái đường ngang vào cổ nè, ngang vai nè, hạ nách nè hay hạ ngực đó, rồi hạ đáy nè và ống nè. Rồi trên các đường ngang này mình sẽ lấy các điểm ngang vào cổ. Vào cổ sẽ bằng vòng cổ chia 6 cộng cho khoảng 0.5, khoảng nhiêu đây. Rồi mình sẽ kẻ một đường thẳng lên. Đó, mình sẽ có cái phần cổ. Ngang vai thì mình sẽ có phần dài vai chia 2, 24 chia 2 được 12. Mình sẽ có một điểm ở đây. Mình sẽ nối luôn đi cho nó đỡ lộn ha. Rồi mình sẽ có vai. Rồi phần ngực. Ngực này thì sẽ bằng vòng ngực cộng cử động chia 4. Các chị muốn bé mặt rộng thoải mái như thế nào thì các chị cộng nhiêu đó ha. Ví dụ như ở đây ngực của mẹ bấm là 55, là mình đo sát luôn, thì mẹ bấm sẽ cộng khoảng 6 cm toàn vòng, thì nó khoảng tầm 60, 61 gì đó ha. Thì mẹ bấm sẽ cộng khoảng 6 cm. Còn nếu như các chị muốn cho bé mình mặc thoải mái á, thì mình sẽ cộng nhiều hơn đó, tùy ha. Có chị thì muốn mặc vừa, có chị thì muốn mặc thoải mái, mình cộng từ khoảng 4 tới 10 cm toàn vòng đó. Mình sẽ hạ đường thẳng. Vậy thì cái công thức ngực này nó sẽ bằng vòng ngực cộng với cử động ha, cử động ngực, cử động này từ từ 4 tới 10 cm và mình chia cho 4, đúng không ạ? Rồi sau khi có cái thông số ngực này rồi thì mẹ bấm sẽ đánh cong phần nách. Phần nách này thì mình đánh cong rất là nhiều lần rồi ha. Mình đánh rất là nhiều lần rồi nè. Từ điểm mà mình đánh thẳng xuống là từ vai mình lấy thẳng xuống, mình lấy vào khoảng thân trước thì mình lấy khoảng 2,5 tới 3 cm. Rồi mình sẽ nối lên đây. Rồi và trên cái đường thẳng này mình lấy lên khoảng 1 cm. Mình sẽ đánh cong qua cái điểm đó ha. Đánh từ điểm ngực này, đánh lên điểm 1 cm và đánh tới cái điểm đường cong này thôi, đừng có đi quá đường cong này, cái nách nó sẽ rộng quá. Rồi, như vậy là mình sẽ có được cái phần nách. Rồi, phần cổ này thì mình cũng sẽ khoét nó rộng ra, từ trong góc cổ vai này mình lấy ra khoảng 2 cm. Rồi, từ cái hõm cổ này mình lấy xuống khoảng 3 tới 4 cm. Cái này thì tùy vào tùy vào các chị muốn cho bé mặc nó, cái cổ nó như thế nào nha. Còn đây là mẹ bấm lấy theo bạn bấm nha. Rồi, cổ dạng vừa vừa. Rồi, mình sẽ đánh cong lại cái cổ này. Đó, như vậy là mình có được cái cổ mới, nó rộng hơn cái cổ cơ bản, mình không cần vẽ lại cổ cơ bản, được không ạ? Rồi, và ở đây thì mình sẽ có cái phần rã hạ ngực 18 để mình rã cái đường đường rã ra. Để mình tạo độ nhún thì từ trên này mình sẽ lấy xuống 18 cm. Mình sẽ có một điểm, được không ạ? Đây là phần hạ ngực để rã nè. Rồi, bây giờ trên cái phần này mình sẽ tính theo công thức vòng mông, tại vì chỗ này là hạ đáy. Nó sẽ bằng vòng mông cộng cử động và chia cho 4. Đó. Thì ở đây thì mình có thể lấy rộng hơn so với cái ngực này 1 cm hoặc là 2 cm. Đó. Đó, mình có thể lấy rộng hơn 1 tới 2 cm ha, cái ngực so với cái ngực, tại vì mông của bé thì thường nó bằng nhau các chị, nên tính ra công thức bằng nhau thì nó không đẹp. Mình có thể lấy lớn hơn 1 cm tới 2 cm. Rồi, trên cái phần hạ đáy này nó sẽ có cái phần đánh cong đáy, mình sẽ kéo dài qua đây và tương tự như cái bài quần đó, mình sẽ lấy cái phần ra đáy khoảng 2,5 tới 3 cm. Đó, mình sẽ có cái phần đánh cong đáy ha, ra tới 2,5 tới 3 cm. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đánh cong cái đáy này. Cái đáy này các chị sẽ đánh nè, từ thẳng ở trên này ha. Mình sẽ đánh tới đây và mình sẽ đánh ra đáy giống y như cái quần đó các chị. Đó. Rồi còn cái phần sườn này á, thì từ đây mình sẽ đánh thẳng một chút xíu, xong rồi mình sẽ đánh ôm ra đây, ôm ra cái phần rộng này. Đó. Rồi cái phần ống này á, thì rộng ống nó sẽ bằng, tại vì cái thân trước nó nhỏ, cái thân sau nó có đáy nó to, nên mẹ bóng cũng tính là bằng sẽ vòng ống
chia 2 và trừ cho 0.5 ha. Từ trừ cho 0.5 tới 1 thì vòng ống của mình á là ống quần là 22 chia 2 được 11, 11 trừ cho 1 thì khoảng 10 xăng. Đó, mẹ bấm trừ cho 1 luôn ha, khoảng 10 xăng. Trừ từ 0.5 hoặc là 1 xăng đều được. Rồi, thì từ cái chỗ này mình sẽ đánh ống này, chỗ này nó đang rất là phù nè các chị. Thì mình sẽ đánh lại vào đây ha. Và cái ống chỗ này thì các chị sẽ đánh hơi thẳng nha mẹ bóng nha. Đó, hơi thẳng như thế này cho mẹ bóng nha. Để khi mình lên line cho nó đẹp. Rồi bên này thì mình cũng sẽ tương tự như vậy ha. Mình đã đánh cong vào phần cửa này, mình cũng sẽ đánh hơi thẳng như thế này. Nó hơi thẳng nha. Khi các chị thấy bé mặt á, cái chỗ này nè, nó sẽ hơi thẳng một chút, bắt đầu nó mới xòe ra. Đúng không ạ? Rồi, và như vậy là chúng ta xong cái phần ống ha. Rồi, từ cái ngực này mình đã có cái phần, mình đã có cái phần hạ ngực chỗ này rồi. Bây giờ cái chỗ này á thì nó sẽ có hai kiểu. Một kiểu là mình lấy thẳng qua luôn cũng được, mình rã theo đường thẳng. Còn bây giờ cái kiểu ở trên mạng á là nó sẽ rã theo đường cong. Là thí dụ như ở đây mình lấy thẳng qua đây, mình có một điểm thì mình lấy xuống khoảng 3 xăng, 2-3 xăng gì đó ha, 2-3 xăng gì đó. Đó là mình sẽ có một điểm ha. Lấy ngang qua thì gặp đường này. Các chị có thể rã ngang, nhưng để đẹp thì mình có thể rã xéo ha, rã cong. Đây, mình sẽ lấy xuống khoảng 2-3 xăng và mình sẽ rã lên như thế này. Chỗ này nhớ lưu ý vuông góc dùm cho mẹ bóng, được không ạ? Đó, thì mình sẽ rã xéo. Độ xéo này tùy mình. Mình muốn xéo nhiều thì mình lấy dốc nhiều, mình muốn xéo ít thì mình dốc ít. Đó, thì như vậy là ở phần trên này mình sẽ mở gấp đôi. Tại vì mình đã rã ra rồi thì trên này mở gấp đôi. Còn dưới này thì không mở gấp đôi, nó phải đi theo đường đáy ha các chị. Chỗ này sẽ có canh sợi dọc, cái thân trên cũng canh sợi dọc. Đó, được không ạ? Rồi, bây giờ tới cái, để mẹ bóng làm cái thân sau luôn đi. Rồi mẹ bóng sẽ nói tới cái phần biến kiểu ha. Rồi, đối với thân sau, chỗ này mình cũng sẽ kẻ thẳng qua. Làm xong cái phần chính đi rồi mẹ bóng sẽ làm tới phần biến kiểu. Những cái đường này mình kéo thẳng qua được nè, ngực kéo thẳng qua nè. Cổ thì không được nha, vai thì kéo được nè. Rồi, phần đáy này á, phần đáy này á thì do là mình đã lấy rộng rồi, mình lấy hồi nãy mẹ bóng nói cái phần hạ đáy này mình nên cộng cử động nhiều một chút xíu rồi. Nên là cái phần đáy này á, nếu như các chị mà cộng cử động ít á thì các chị sẽ lấy đáy sau lịch so với đáy trước 0.5 hoặc 1 xăng. Còn nếu như các chị mà cộng nhiều rồi đó, có nghĩa là cái đáy của mình nó đã thụng xuống rồi đó, thì mình không có cần cộng nữa, mình kéo thẳng qua luôn. Được không ạ? À? Đó, là hai trường hợp ha. Nếu như mình cộng ít, mình muốn mặc vừa thì đáy sau nó phải lệch so với đáy trước 1 xăng. Còn nếu như mình cộng rộng rồi, mình nói mình đo là lúc đo mình đã đo thụng lắm rồi thì mình kéo thẳng luôn. Rồi, phần dài mình cũng kéo thẳng qua. Chỉ còn cái phần hạ cổ. Hạ cổ sau thì khoảng 2 xăng. Đó, hạ cổ sau thì khoảng 2 xăng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy các điểm vào để mình đánh cong. Mình cũng sẽ có vào cổ. Vào cổ nó bằng vào cổ thân trước nè. Thân trước vào cổ bao nhiêu thì thân sau vào cổ bấy nhiêu nè. Đó, mình sẽ có một cái đường thẳng lên nè. Đó. Rồi, ngang vai cũng tương tự nè. Vai thân trước bao nhiêu thì vai thân sau bấy nhiêu nè. Nó qua tới bên đây đường trời. Đây, vai, mình sẽ nối vai ha. Rồi, phần nách, phần ngực thì cũng tương tự, nó bằng nhau ha. Ô, mẹ bóng xin lỗi nha. Mình phải vẽ cách xa ra để hôm tí nữa nó cái đáy nó đụng nhau. Đây, mình sẽ kẻ một đường giống này. Thôi lỡ rồi, kẻ xa ra đây luôn đi để cho nó khỏi dính cái vai nha. Tại vì mình vẽ sát như vậy tí xíu nó dính cái đáy các chị. Nó còn cái đáy của thân sau nữa. Đó, mình sẽ kẻ xa ra một xíu nha. Rồi, tương tự như vậy, chỗ này mình sẽ có phần này là phần hạ vai. Còn phần hạ cổ là nó nằm trên đây nè. Rồi, vào cổ mình cũng sẽ lấy như vậy ha. Ngang vai mình cũng sẽ lấy như vậy. Rồi, mình sẽ có phần dài vai. Vào cổ thì bằng vào cổ thân trước. Còn ngang vai thì bằng ngang vai thân trước.
Ngực cũng bằng ngực thân trước. Rồi, phần mông này thì các chị sẽ cộng cử động nhiều hơn so với thân trước ha. Đó, nhiều hơn một chút. Đó, ví dụ như bên này các chị lấy chỗ này là cộng 1 xăng, so với ngực thì chỗ này mình có thể cộng 1,5 2 xăng. Mình đo từ đây ha, đo từ đây. Rồi, và phần ra đáy, ra đáy thì lại ra chỗ này ha các chị. Chỗ này ra bằng 1/10 vòng mông. Đó, 1/10 vòng mông. Đó, mình có một điểm. Rồi phần ống á, thì mình sẽ bằng vòng ống chia 2 và cộng cho 0.5 tới 1. Nếu như bên này các chị trừ 0.5 thì bên này các chị cộng 0.5, còn trừ 1 thì bên này phải cộng 1. 22 11 1 12 12 là 6 đây. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ nối đánh cong. Cái phần cổ này nè, thân trước từ này mình lấy vô 2 thì thân sau từ đây mình cũng phải lấy vào 2. À, từ cổ này mình sẽ lấy xuống khoảng 2 xăng nữa. Đó, và mình sẽ đánh cong lại cái cổ thân sau. Đó, mình sẽ đánh cong lại cái cổ thân sau. Rồi, cái phần nách này mình cũng sẽ lấy từ vai mình lấy thẳng xuống. Rồi từ điểm thẳng xuống này lấy vào khoảng 1,5. Nối chéo lên đây. Từ trên cái đường thẳng góc này mình lấy lên khoảng 2,5 ha. Cái thân sau mình sẽ đánh cạn hơn. Rồi, đánh đường sườn, đường đáy. Mình bấm để dọc vậy cho dễ đánh nè ha. Đường sườn mình cũng sẽ đánh bo ra cái phần mông và bo tới cái phần ống. Thì tới cái phần ống này các chị vẽ thẳng tí nha. Đó, vẽ thẳng tí. Cái chỗ này nó phồng nha. Cái dáng quần này là vậy á các chị. Các chị thấy bé mặt á, ngay chỗ mông nó phồng ra ha. Rồi, phần thân sau này các chị sẽ lấy thẳng xuống. Và tới đây mình cũng sẽ đánh cong theo cái phần đáy sau của mình. Đó, và cái phần ống này thì cũng tương tự như vậy ha. Mình cũng sẽ lấy thẳng xuống đây. Và chỗ này mình cũng hơi thẳng tí nha. Đó, hơi thẳng tí. Rồi, cái phần này là phần ống. Rồi, thân trước mình rã thì thân sau mình cũng rã. Ví dụ như thân trước mình đo, mình sẽ đo cái sườn này, mình đo từ đây xuống coi là mình đang rã xuống bao nhiêu. Đó, thì mình sẽ lấy bên này, từ trên sườn này mình sẽ lấy xuống bấy nhiêu. Rồi thân sau này mình cũng có thể là đánh cong. Đó, đánh cong ha, theo cái dáng của thân trước. Đó, như thế. Rồi, thì cái canh sợi nó cũng là canh sợi dọc. Rồi, nhưng mà thân trước, thân sau ở trên này chúng ta sẽ không mở gấp đôi. Ở thân trước thì mình mở gấp đôi qua đây. Còn thân sau thì mình sẽ làm cái phần gài nút. Đó, làm cái phần gài nút cho cái áo. Đó, vậy thì bây giờ những cái chi tiết biến kiểu mẹ bóng sẽ vẽ bằng bút đỏ này. Thứ nhất là đối với cái sản phẩm là áo luôn. Nó có 3 kiểu ha. Một kiểu là trên là áo phối bèo, dưới quần phồng. Một kiểu á, trên là áo dây, dưới quần phồng. Một kiểu á, là trên là áo hoặc là dây và dưới là váy. Dưới là váy. À, một cái chi tiết này mà các chị có thể làm ra được 3 kiểu, 4 kiểu luôn. Tùy vào mình ha, một cái rập thôi. Rồi bây giờ mẹ bóng sẽ nói trước cái phần là trên là áo phối bèo, dưới là phồng. Rồi, bây giờ mẹ bóng muốn phối bèo. Mẹ bóng sẽ tạo một đường rã đây để lắp cái bèo vô. Rồi vậy thì trên cái vai này các chị có thể chia đôi, hoặc là trên vai này lấy vào khoảng 2-2,5 thôi. Đó, các chị sẽ tạo một cái đường rã như thế này. Đó, đường màu đỏ của mẹ bóng ha, đường rã. Đó, vậy thì các chị sẽ rã đôi hai cái này ra. Vậy thì cái này nó sẽ nhân hai, nó sẽ canh sợi dọc như thế này luôn ha. Và cái miếng này thì lại không mở gấp đôi, nhưng miếng giữa này nó lại mở gấp đôi, được không ạ? Miếng này sẽ nhân 2 và hai bên là nhân 4. Còn miếng này thì nó sẽ mở gấp đôi miếng thân trước này. Và thân sau này, ví dụ như chỗ này các chị lấy vào đây là 2,5 thì thân sau này trên này các chị cũng sẽ lấy vào là 2,5. Và các chị cũng sẽ đánh cong phần này. Đó, và mình cũng sẽ rã cái thân sau ra làm thành hai miếng. Đó, để mình ráp bèo vào cái phần rã này. Đó. Rồi, và cái chỗ này mình sẽ lấy ra chừa đường may ha, mình chừa đường may. Đó, để mình may. Ở đây thì ở thân trên mẹ bóng sẽ may lộn hai lớp, nên là mình chỉ cần chừa 1 xăng thôi. Đó, 1 xăng đường may. Ở dưới đáy này cũng chừa 1 xăng đường may. Rồi,
Đối với thân trên thì nó có như vậy và có thêm phần bèo. Phần bèo thì mình thiết kế tương tự như trước giờ mẹ Bấm vẫn hay hướng dẫn mình thiết kế đó ha. Phần bèo của mình nó sẽ có, nó là một cái sợi dây dài như thế này. Nó là một sợi dây dài như thế này. Chiều dài của nó thì sẽ bằng, các chị sẽ đo nè, đo từ đây đo lên đây có một số A. Rồi đo từ đây lên, đo từ đây lên đây có một số B. Các chị sẽ lấy A cộng B và nhân cho 1.5 tới 2 xăng tùy vào mình muốn bèo rút nhiều hay rút ít. Đó, nhân cho 1.5 tới 2 xăng. Rồi, chiều cao của cái bèo này á. Đó, chiều cao này á thì nó sẽ bằng cái rộng bèo các chị muốn và nhân cho 2 tại vì nó thuộc dạng hai bên nè. Ví dụ như rộng bèo mẹ Bấm muốn là 3 xăng thì mỗi bên, xin lỗi các chị, mẹ Bấm muốn rộng bèo là 3 xăng thì mỗi bên đó là mẹ Bấm sẽ lấy 3 xăng, 3 xăng có nghĩa là 6 xăng, chỗ này 3, chỗ này 3 lấy đối xứng á, rồi bên này 3, bên này 3 là 6 xăng và cộng thêm cho 2 cm đường may mỗi bên. Và khi mà mình có như vậy rồi thì mình sẽ nối như thế này đó, và khi mình đánh cong á thì mình sẽ đánh cong cái bèo này như thế này đó. Cái bèo này mẹ Bấm đã làm rất là nhiều lần rồi ha, đó nên là các chị có thể gấp đôi theo đường này và mình cắt một bên thôi, hình mở ra thì mình sẽ ra được cái miếng này, và khi may thì mình sẽ gấp đôi lại cái miếng bèo này, nó giống như vậy nè các chị. Đây ha, đây là cái miếng bèo của mẹ Bấm nè ha, đó nó rất là dài nha, đó và nó sẽ mở ra như thế này, các chị thấy cong không? Các chị có thể gập đôi lại như thế này, vải như thế này và các chị cắt luôn đó. Thành phẩm này nó sẽ là 3 xăng cộng với 1 cm đường may là 4 xăng, thì khi mình may 1 xăng vô thì nó sẽ còn thành phẩm là 3 xăng, vậy thì cái độ rộng này á nó là 8 xăng. Gấp đôi lại và mình cắt cong như thế này, đầu này cũng cắt cong như vậy luôn ha. Đó thì đây là cái bèo nha, mình sẽ rút nhúng lại được chưa, đó là cái bèo. Rồi còn đây là cái phần thân trước nè, thân trước mở gấp đôi nè, mẹ Bấm mở gấp đôi chỗ này nè, đây đây là cái miếng thân trước nha, chừa đường may đều hết, chỉ có cái chỗ mở gấp đôi này mình không chừa đường may. Rồi miếng này là miếng thân trước bên hông nè, thân trước bên hông nè ha, đó thân trước bên hông. Rồi miếng này là miếng thân sau, miếng thân sau ở bên hông. Rồi miếng thân trước ở, thân sau ở đây là miếng thân sau ở ở phần này đó, thân sau nè, nó có chiều đường may nè, đúng nó phải nằm như vậy nè. Đó đây là một cặp của thân sau ha, đó một cặp của thân sau đó, nó rã ra như thế này để tí mình may bèo vô đây được không ạ. Đó và khi mình cắt thì thân sau cái miếng này mình sẽ cắt 4 miếng, tại vì cái này nè là mình cắt 4 miếng tại vì mình có 2 cái thân sau mỗi bên 2 miếng may lộn. Rồi miếng bên này cũng sẽ cắt 4 miếng, 2 miếng thân sau mỗi bên 2 miếng và may lộn. Thân trước thì mình sẽ có nè, bên này mình sẽ cắt 4 miếng may lộn ha, 2 miếng hai bên của thân trước. Còn cái mở gấp đôi này thì cắt hai lần mở gấp đôi. Đó, tại vì mình mở gấp đôi nên mình chỉ cần 2 miếng thôi, mình may lộn ha. Rồi. Bèo thì mình sẽ cắt hai sợi ha, một bên một sợi. Đó, hai sợi rất là dài để may rút nhúng. Rồi, và cái quần ở dưới, bây giờ cái quần ở dưới độ phồng này chưa có đủ, nó phồng rất là nhiều. Vậy bây giờ các chị sẽ tạo cho mẹ Bấm hai cái đường xẻ. Ở trên này thì mình sẽ chia khoảng chia 3 ra, mình có 2 vị trí. Mình chia 3 ra, mình có 2 vị trí. Rồi, từ 2 vị trí chia 3 này mình sẽ kẻ thẳng góc lên. Kẻ thẳng lên ha. Rồi, cái ống á, cái này nè chị, các chị nó có hai cách luôn. Cái đối mẹ Bấm thì đang làm đối với cái mẫu mà các chị gửi đó, thì là cái ống này nó không có nhúng, nó không có ôm, nên là cái chỗ này mình sẽ cắt phần miếng dưới thân dưới này ha, mình sẽ cắt từ trên mình cắt xuống, và cắt xuống tới cái phần ống thì mình giữ lại một chút xíu, chỗ này mình đừng có cắt rời. Bên này cũng vậy luôn đó, thì tại vì là cái ống nó không có ôm, nó không có cần cái độ nhúng. Còn nếu như mà các chị muốn là cái ống may rộng ra để mình bo thun thì chỗ này các chị cắt rời ra để mình mở rời ha. Đó, các chị sẽ cắt từ trên này cắt xuống hai đường như vậy, và khi đặt lên vải nè các chị sẽ mở nó ra. Đây mẹ Bấm sẽ mở ra như thế này ha. Đó, đúng ra là nó sẽ gom lại. Bây giờ mẹ Bấm sẽ cắt theo 3 đường đó,
và mẹ bóng sẽ mở ra. Độ mở này tùy thuộc vào độ phồng mình muốn, được không ạ? Mình muốn phồng nhiều mình mở nhiều, muốn phồng ít mở ít. Ở đây mẹ bóng mở một đoạn này khoảng 6 xăng ha. Rồi phần like này thì mình chừa like nhiều để tí xíu á, mình lên like mình gập như thế này đó, mình gập like ra ngoài cho nó đẹp như thế này. Còn nếu chị nào mà không muốn á, thì mình có thể chừa đúng đủ cái phần chừa đường may like, mình gấp lên mình may ở bên trong thôi, mình gấp lên mình may ở bên trong thôi. Còn mẹ bóng muốn lật ra bên ngoài để tạo cái like ở bên ngoài như thế này thì mẹ bóng sẽ chừa nhiều hơn đó, gấp hai lần như thế này. Các chị muốn may sao thì các chị chừa nhiêu đó ha. Đó thì đây là cái phần ống mẹ bóng sẽ mở ra như thế này. Trường hợp mà các chị muốn cái ống dưới này nó to ra để mình may thun luôn thì các chị sẽ rã luôn như thế này, và khi đặt thì các chị sẽ đặt hở ở dưới này, nhưng mà dưới này thì đặt nhỏ hơn trên này, được không ạ? Đó, mình hở ra, thí dụ trên này mình đặt hở 6 cm thì dưới này mình đặt hở khoảng 2 xăng thôi, 2-3 xăng gì đó thôi. Đó, và khi may thì mình sẽ may cái bo thun lại trên này, và trên này mình sẽ rút nhúm lại. Đó thì tùy vào mình, ở đây thì mẹ bóng sẽ may ở dưới là không có bo thun nên mẹ bóng sẽ đặt không có cắt rời ha, mình đặt sát luôn, mình không có cắt rời. Còn trên này thì mình sẽ mở rộng ra như thế này, cả hai thân trước và thân sau mình đều làm như vậy ha. Đó, và mình chừa đường may ra, chừa đường may ra ha. Rồi, và như vậy là mẹ bóng đã hướng dẫn cho xong cái phần này của cái mẫu mà mẫu trên áo dưới dưới phòng ha. Rồi bây giờ nếu như mà trên là áo dây, dưới thì giống nhau rồi, dưới thì phòng giống nhau, trên thì áo dây. Áo dây thì các chị đơn giản thôi, các chị muốn dây tới đâu thì các chị sẽ cắt ha. Ví dụ như mẹ bóng muốn dây tới đây, mình đo trên ngực của bé từ cái hõm cổ mình đo xuống một đoạn, mình muốn nó dây tới đó thì mình sẽ cắt ngang qua, mình sẽ cắt ngang qua ha. Rồi cái phần này thì mình sẽ thiết kế một cái dây cắt ngang qua này, nhưng mà dây á thì cái nách này các chị đừng có lấy theo nách này, mà các chị sẽ khoét xuống nè, lấy xuống 1 xăng ha, và trên này lấy vào khoảng 2 xăng 3 xăng, mình sẽ khoét lại cái nách cho nó rộng, tại vì dây thì mặt nách rộng hơn, chứ mà mặt đúng cái nách kia thì nó không đẹp đó. Cái đường vòng nách mới của mẹ bóng là đường màu đỏ dành cho dây nè. Đó, rồi từ đây mình sẽ đo cái khoảng này để mình thiết kế cái dài dây. Cái này là cái dây đó, còn cái miếng dưới này là cái miếng may dây. Thì cái miếng này mình cũng sẽ mở gấp đôi và mình cắt hai miếng ha, nguyên một cái miếng bự màu đỏ mẹ bóng quẹt này luôn đó, gấp đôi cắt hai miếng. Thân sau cũng tương tự ha, mình muốn rã thân sau cái dây tới đây đó, thì trên dưới nách này mình cũng phải xuống 1 xăng, ở trên này mình cũng phải vào khoảng 2 xăng đó, mình sẽ đánh cong lại cái phần vòng nách, được không ạ? Và chỗ này mình cũng sẽ làm cái dây, mình sẽ đo cái này để mình thiết kế cái dây cho nó vừa, hai cái này cộng lại thì nó sẽ bằng chiều dài của cái sợi dây ha. Còn cái miếng này là cái miếng thân, thì cái miếng thân ở đằng sau này nó cũng sẽ là 4 miếng, 2 miếng hai bên may lộn, và chỗ này có đường may để mình gài nút, được không ạ? Đó là dây. Còn nếu như trên là dây hoặc trên là thân, dưới là đầm, quá đơn giản. Ở dưới các chị sẽ lấy một cái hình theo cái dáng này đó, bỏ cái đáy đi, chỗ này các chị sẽ lấy thẳng lên như thế này luôn ha, bỏ cái đáy ha, mình lấy thẳng luôn, chỗ này ra như thế này. Và các chị cũng tạo đường xẻ, các chị mở rộng cái váy ra. Chiều dài váy này thì tùy vào muốn nha, nó không dài tới đây đâu, nó có thể là tới bắp chân này thôi đó. Mình dài tới đây, mình đánh cong đây, rồi mình cũng sẽ rã ra, rã rộng ra, rồi mình may rút nhúm lại, ở dưới nó sẽ tự động nó phồng ra. Thì đó là váy. Vậy thì với một cái kiểu này mà mình có thể làm được rất là nhiều kiểu khác nhau. Ở dưới có thể là quần phồng, ở dưới có thể là váy, ở trên có thể là dây, ở trên có thể là áo, phối bèo. Bây giờ mẹ bóng sẽ không hướng dẫn mình may váy, tại vì váy rất là đơn giản rồi. Ở dưới nó chỉ cần may cái đó, mới rút nhúm lại may với phía trên thôi. Ở đây mẹ bóng sẽ hướng dẫn hai cách, đó là may dây và may phối bèo, ở trên thân trên phối bèo. Và bây giờ mình sẽ đi qua phần may ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi may ha. Khi chúng ta cắt vải xong thì chúng ta sẽ có hai sợi dây bèo. Hai sợi dây bèo này mình sẽ gấp đôi lại như vậy ha. Mình đi ủi gấp đôi lại vậy cho nó nằm êm như này ha. Đó, hai sợi dây bèo nha, ở hai bên thân. Rồi chúng ta có cái này là thân sau. Thân sau thì nó sẽ gồm có hai miếng như thế này. Cái này là miếng giữa thân, cái này là miếng bên sườn. Mỗi miếng như thế này mình sẽ cắt 4 miếng, tại vì mình có hai bên và mình sẽ may lộn ha, nên là mình sẽ có mỗi thứ 4 miếng. Rồi, và thân trước thì ở giữa thì mình sẽ mở gấp đôi nên mình chỉ cần 2 miếng thôi.
Còn miếng bên sườn này thì là 4 miếng, tương tự như thân sau vì hai miếng hai bên, mỗi bên hai miếng nữa là 4 miếng. Rồi, và nó được rã ra như vậy để may bèo ha. Và quần phần phần ống. Phần ống thì chúng ta sẽ có ống của thân trước và ống của thân sau. Mỗi thứ hai miếng. Rồi, bước đầu tiên chúng ta đi may là chúng ta sẽ may cái bèo này trước nè. Chúng ta sẽ may dúng cái bèo này. Đó. Đi ủi ha, và chúng ta sẽ may cái đường cong này ha. May theo cái đường cong này một chân vịt thôi. Đó, may hết và chúng ta sẽ rút dúng. May hai đường chỉ song song nhau. Chúng ta sẽ may hai đường chỉ song song nhau và chỉ thưa. Đó, chỉ thưa ha. Và chúng ta sẽ nắm hai sợi chỉ ở trên hoặc nắm hai sợi chỉ ở dưới. Chúng ta rút cho nó nhúng lại bằng với cái thông số mà chúng ta đo được từ trước ra sau. Bằng chúng số chúng ta đo cái phần này. Phần này cộng lại nè. Đó. Chúng ta đo cái chiều dài này cộng với chiều dài này. Đó, chiều dài này cộng với chiều dài này. Đó, và chúng ta rút cho nó bằng như đó ha. Rồi, là cái thứ nhất chúng ta cần làm. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đi nối vai. Chúng ta sẽ nối vai trước ha. Các chị sẽ gỡ ra. Và chúng ta sẽ đi nối vai của từng miếng. Chứ chúng ta không có nối cái miếng này trước nha. Mình nối vai trước rồi mình may bèo á. Rồi. Đó, bước 1 là mình sẽ đi rút nhúng ha. Rút nhúng cái bèo. Sau đó thì chúng ta sẽ nối vai nè. Các chị nhớ lấy dấu cái nào là thân trước, cái nào là thân sau nha. Rồi. Ở đây cái này là thân trước nè, thân trước nè, thân sau nè ha. Rồi, bây giờ mình sẽ may vai nè. Cái miếng sườn của thân sau sẽ may với miếng sườn của thân trước. Còn miếng giữa của thân trước sẽ may với miếng giữa của thân sau. Bây giờ cái miếng sườn nè, hai miếng sườn nó sẽ may với nhau, hai miếng giữa sẽ may với nhau. Cái miếng sườn của thân trước nè, ở đây mình cắt 4 miếng đúng không? Đó, các chị sẽ đặt cái miếng sườn may với miếng sườn hai mặt phải úp vào nhau ha. Hai mặt phải úp vào nhau. Đây, hai mặt phải úp vào nhau như thế này, chúng ta sẽ may cái vai. Tương tự như vậy ha, chúng ta sẽ may cái vai cho cái này 4 miếng lận. Đó. Ha, chúng ta sẽ may vai. Ha, chúng ta sẽ may vai đặt như vậy và may. May của trước với sau. Rồi, đó là cái phần thân trước và thân sau này. Còn cái phần giữa này thì cái miếng giữa thân trước mình sẽ bung ra nè. Rồi mình sẽ đặt cái miếng cái này là mặt trái đúng không? Mình sẽ lật qua mặt phải nè. Mình sẽ đặt miếng của thân sau nè. Rồi, một miếng của thân sau nè ha. Đó, mình sẽ may cái vai một cặp ha. Rồi cái này mặt phải ha. Rồi mình sẽ đặt một miếng của thân sau và một miếng của thân sau. Rồi mình sẽ may vai ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi may nha. May vai, bên này mình cũng sẽ may vai của từng cặp. Cứ một thân trước với một thân sau may với nhau. Đó. Rồi sau khi mà chúng ta may nối vai nè của cái thân trước giữa với thân sau giữa, thân trước sườn với thân sau sườn ha, cái này thì sẽ có hai bên, còn ở giữa nó mở gấp đôi đó, thì mình sẽ có hai bộ như thế này, hai bộ giống như thế này. Vậy thì một bộ là nó sẽ là mặt phải thì mình sẽ đi may với bèo, còn một bộ là nó nằm ở trong mặt trái thì mình chỉ cần nối, đặt hai mặt phải úp vào nhau, mình đi ủi rẽ đường may vai ha. Ở phần trong này mình không cần vắt sổ tại vì mình may lộn hai lớp nên mình không cần vắt sổ nha. Mình đặt ở ở cái lớp lót này, mình sẽ đặt mặt phải với nhau và mình may nối cái đường này lại với nhau. Thật ra thì cái phần lót này á, đúng ra mình cắt á, là mình không cần rã cái đường này các chị. Mình không cần rã đường này mà mình cắt nguyên một cái miếng thân lớn như thế này luôn rồi mình may nối vai với nhau thôi. Nhưng mà do cái rập của mẹ bóng là mẹ bóng rã đôi ra để cắt cho cái thân bên ngoài, nên là lỡ rã rồi nên là cắt ở trong rã luôn, mình lại mất công mình nối lại. Nếu như mà chị nào mà mình thích á thì ở bên lớp bên trong này á, các chị lúc mà cắt rập á, các chị ken ra thêm một cái rập, nhưng mà cái rập đó dành cho lót. Lót á, thì mình không cần rã cái đường này, nó là nguyên một miếng luôn, thân trước nó là nguyên một miếng bự như thế này luôn, còn thân sau thì bên đây một miếng, bên đây một miếng, và lúc may là mình chỉ cần ráp vai thôi. Còn ở đây thì mẹ bóng cắt theo ở ngoài nên là nó sẽ tách ra như thế này luôn và bắt buộc mình phải nối lại. Thì cái mặt lót á,
ở trong lót thì mình chỉ cần nối như thế này thôi ha, mình không có cần bèo đó. Còn với cái mặt ngoài á thì lúc này mình đã rút dúng bèo rồi, mình sẽ đi lượt bèo vô. Đây mẹ bóng đã rút dúng, mẹ bóng rút dúng bằng chân vịt nhúng nha các chị. Là mẹ bóng chỉ cần đặt cái bèo này lên, mẹ bóng đạp một đường chân vịt nhúng, thấy nó vẫn còn dài hơn thì mình sẽ đạp thêm sao cho nó bằng. Còn nếu mà mình rút tay á, thì mình may hai đường chỉ song song rồi mình rút ha, hai đường chỉ thưa song song và mình rút tay mình so cho nó bằng là được, và mình dàn đều là được. Còn cái này là mẹ bóng rút bằng bằng chân vịt nhúng nha. Rồi bây giờ mẹ bóng sẽ đặt cái bèo này lên đây đó, và mẹ bóng sẽ may lượt một đường, đặt lên cái miếng giữa này ha, may lượt một đường. Thật ra đặt ba miếng lên với nhau cũng được, may một lần cũng được, nhưng mà sợ nó sập sịch, nó khó may thì mẹ bóng sẽ đặt lên cái miếng giữa này trước, mẹ bóng lượt cho nó nằm êm lên đây, rồi sau đó mẹ bóng mới đặt cái miếng này lên đó, và mẹ bóng may một đường cho ba cái này nó dính với nhau, thì lúc lật ra nó sẽ như thế này đó, nó sẽ như thế này. Thì cái này là mặt phải ha đó. Còn mặt trái á, cái mặt ở bên trong thì mình chỉ cần may nối lại thôi ha, mình chỉ cần may nối lại thôi, mình không cần bèo, mình chỉ cần may nối lại như thế này thôi đó. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi may cái này ha, mặt ngoài thì sẽ may bèo, và còn mặt trong thì chỉ may nối lại thôi. Rồi sau khi mà mẹ bóng lượt cái bèo này vào cái miếng ở giữa ha, mẹ bóng sẽ đặt cái miếng miếng bên sườn này lên, nhớ là canh trước vào trước, sau vào sau nha các chị. Rồi mình sẽ may một đường ba miếng như thế này, thì mình lật ra mặt phải nó được như thế này, và mình lật cái bèo này về bên phía vai nha, về bên phía nách nha đó, và mình sẽ mí một ly đó. Khi mà mẹ bóng mí thì bên đây nó sẽ nằm êm như thế này, mình lật ha, mình lật về bên phía, mình lật cái bèo này về thì cái đường may này nó sẽ hướng về bên giữa thân nè đó, mình sẽ banh ra và mình mí một ly lên đây đó. Đây là mí rồi ha, thì nó sẽ ra được như thế này đó. Này là thân trước nè đó, bên này chưa mí nha, giờ mẹ bóng sẽ đi mí nè đó. Thì đây là thân trước ở bên ngoài nha. Rồi còn ở bên trong á, thì mình cũng may nối, nó khác cái là không có bèo thôi đó, mình sẽ nối lại và mình cũng sẽ lật cái đường may về phía giữa và mình mí một ly đó, mí một ly ha, sau đó mình sẽ đi ủi đó. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi mí chỗ này và đi ủi rồi mình sẽ may tiếp ha. Rồi sau khi mình đã mí hết cả hai bên, đưa cái bèo về bên phía vai đầu vai ha, thì bây giờ mình sẽ đi ủi và mình sẽ may nối cái lót với cái chính với nhau. Mình sẽ đặt hai mặt phải úp vào nhau nè, thân trước với thân trước nè đó, và thân sau với thân sau đó. Mình đặt chồng lên như vậy ha, và các chị canh cho nó khớp ở từng đoạn nha. À, mình có thể dùng kim ghim để mình ghim nó lại đó. Ví dụ mình canh khớp từng đoạn như thế này rồi mình ghim nó lại để khi mình may á nó không có bị xô dịch nha. Đó, mình ghim đoạn từng cái vị trí một nè. Rồi ngay cái góc vai này, hai cái góc vai nó phải trùng nhau nè. Rồi góc vai bên này phải trùng nè. Hai mặt phải đặt úp vào nhau ha. Mình sẽ may lộn tương tự như cái mẫu đầm xòe các chị. Cái này nếu mà chị nào mà đã may những cái dạng đầm trước đây, mẹ bóng đã hướng dẫn, thì cái phần này mình may rất là nhanh ha. Mình đã làm rất là quen rồi ha. Đó, mình sẽ đặt khớp ở những đoạn như thế này và mình sẽ may nè, một đường may 1 cm ha. Mình may từ dưới này, mình may lên tới đây, mình xoay kim, may vòng tròn cái cổ này, rồi may tới đây xoay kim và may xuống đây là mình xong cái phần đinh áo và phần cổ. Rồi, tới cái phần nách thì mình cũng sẽ may, nhưng mà các chị lưu ý là cái bèo này của mình á, nó ra tới ngoài cái vai. Nên là khi may á, thì các chị may xong cái cổ thì các chị sẽ đẩy cái bèo này về bên phía cổ, rồi mình sẽ may cái nách nha. Đó, mình may khớp hai cái nách với nhau đó, may từ nách bên này, may qua tới nách bên này cả hai bên. Lưu ý là tránh may lên cái bèo nha, mình đẩy cái bèo về bên phía cổ đỡ đi, rồi mình may, rồi tí nữa mình kéo qua lại nha. Chứ mình để vậy mình may là nó sẽ dính lên cái bèo á, được không ạ? Rồi, bây giờ mình may nách và may cổ nha. Rồi sau khi chúng ta đã may xong cong nách, đường đinh, cong cổ, đường nẹp nút bên này, đường đinh và đường đinh bên này, đường cong nách, thì bây giờ chúng ta sẽ lộn. Nhưng mà trước khi lộn thì các chị đừng có quên cái công đoạn mình bấm nha. Những đường cong này mình đều phải bấm hết. Các chị sẽ bấm vào những đường cong để khi mình lộn ra nó không có bị gắt cái đường cong của mình ha. Các chị bấm thẳng vào trong đường may, nhưng mà đừng có bấm đứt cái đường may nha.
Đó, cái kéo của mẹ bấm nó bị lục rồi. Bấm nhiều quá. Đó ha, tất cả các đường cong cổ mình đều bấm. Rồi cái góc này thì mình có thể gọt bớt đi, để mình lộn ra cho nó đẹp. Gọt bớt đi như vậy ha, rồi mình sẽ gấp lại mình lộn ra. Đó, bây giờ mẹ bóng sẽ đi bấm và mẹ bóng lộn ra rồi mình đi ủi lại cho nó thẳng ha. Rồi sau khi mà chúng ta bấm xong, chúng ta lộn ra đi ủi thì nó sẽ ra được như thế này ha. Lúc này cái cổ nè, cái đinh nè và cái nách nè đã được may lộn ở bên trong rồi. Và nếu như chị nào cẩn thận hơn thì mình sẽ lật ra và mình lật cái đường may về phía lót nha. Thân trong này là lót. Mình mí một ly, mí tới chỗ nào mình không mí được nữa thì thôi. Tuy nhiên cái vải này của mẹ bóng nhìn vậy chứ nó rất là mỏng, rất là dễ nhăn nên là mẹ bóng sẽ bỏ qua cái công đoạn đi mí nha. Chị nào mình thích thì mình có thể mở ra để mình mí nha. Mình lật cái đường may về phía lót, mí một ly ha. Rồi bây giờ mẹ bóng sẽ ráp sườn. Ráp sườn thì mẹ bóng sẽ đặt nè, thân sau nè, đặt về thân trước nè ha, mặt phải úp mặt phải. Rồi mẹ bóng sẽ lấy hai mặt phải với nhau tương tự như cái bài may đầm á các chị. Và may body chip cũng vậy nữa ha. Đó, mình sẽ lấy hai mặt phải úp vào nhau nè và mình may một đường. Đó, từ phải vào lót luôn. Được không ạ? À? Đây mẹ bóng làm lại nha. Mình sẽ đặt mặt trước ra mặt 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 sau ra mặt trước như thế này, hai mặt phải úp vào nhau. Lúc này mình sẽ không may như một một đường như vậy mà mình sẽ nắm hai mặt phải. Hai cái lớp ở giữa nè. Đó là hai mặt phải úp vào nhau nè, rồi mình sẽ kéo qua tới mặt lót luôn. Khi may thì nhớ canh cái phần nách này cho nó khớp với nhau ha. Mình may từ này, mình may qua bên đây luôn rồi mình sẽ ủi rẻ và mình lộn ra ngoài y như bài body chip ha, cả hai bên luôn. Rồi sau khi mình đã may một đường từ từ mặt chính ra tới mặt lót hai cái sườn này ha, mình sẽ ủi rẻ ra và mình sẽ gấp lại thì nó sẽ ra được như thế này. Đây là phần lót nè, đây là phần chính nè và cái nách thì nó được may lộn như thế này, nó sẽ không có bị cộm ha các chị. Đó, mình sẽ kẹp lót với lót, chính với chính, mình may một đường ủi rẻ và lộn ra ngoài. Đây là phía chân của vòng nách nè, rất là trơn tròn và không hề bị cộm ha. Rồi và bên đây cũng tương tự như vậy luôn. Đó, mình cũng ủi rẻ ra và mình lộn ra. Đây là mặt trong ha. Chỗ này là chân vòng nách rất là tròn luôn. Đó, vậy là chúng ta đã xong được cái phần thân trên. Đó. Bây giờ mình may cái quần nữa, mình ráp vô là xong. Đó ha, mình đã xong được phần thân trên rồi. Bây giờ mình chuyển qua cái phần quần. Rồi bây giờ đối với cái ống quần mẹ bóng đang có hai ống hai bên, bên này thân trước, bên này thân sau. Mình sẽ lấy một miếng thân trước và một miếng thân sau mình may với nhau ha, hai mặt phải úp vào nhau. Hai mặt phải úp vào nhau. Rồi, đó, mình sẽ ấp vào nhau như thế này, hai mặt phải ha. Và mình sẽ may cái đường sườn ngoài, đường sườn trong ở cả hai bên này luôn. Đường sườn trong, đường sườn ngoài. May xong thì mẹ bóng mới vắt sổ nha. Ở dưới này thì mình phải vắt sổ nha các chị. Tại vì ở dưới này mình may có một lớp à, nên là phải vắt sổ, nhưng mà mẹ bóng sẽ vừa may vừa vắt sổ ha. Còn chị nào mình không có máy thì mình có thể ra ngoài mình vắt. Mình vắt xong mình may cũng được. Hôm nay mẹ bóng may xong mẹ bóng mới vắt nha. Mình may đường sườn ngoài, đường sườn trong ở cả hai bên. Nhớ lấy một ống thân trước may với một miếng thân trước may với một miếng thân sau nha các chị. Đừng có lấy hai miếng thân trước may với nhau nha. Rồi sau khi mà mẹ bóng đã may một đường ở đường sườn trong, một đường ở đường sườn ngoài, mẹ bóng sẽ đi ủi ha, lật ra mặt phải và mẹ bóng sẽ ủi cái lai lên như thế này. Hồi nãy là mẹ bóng thiết kế là mẹ bóng chừa nhiều để mẹ bóng ủi lên, gập lên hai lần như thế này để giấu cái mép ở trong này. Và mẹ bóng chỉ may đính nó ở một số cái điểm thôi. Hai bên sườn, đính ở giữa sau đó, làm cái dạng lai gập như thế này ha. Đó, mình chỉ may dằng một chút xíu ở đây, một chút xíu ở đây, một chút xíu ở đây, một chút xíu ở giữa thân sau ha. Đó thì để cho nó dính lại là mình xong cái lai ha. Còn chị nào mà mình chừa lên lai bình thường thì mình cũng chỉ lên lai bình thường thôi. Rồi sau đó mẹ bóng sẽ lật một cái ống quần ra mặt phải, còn cái ống còn lại ở mặt trái nè, mẹ bóng sẽ chồng nó vô ở bên trong để hai mặt phải úp vào nhau. Rồi, và bây giờ mẹ bóng sẽ may đường đáy. Và nếu như chị nào mà đã có may cái bài body chip hoặc là cái bài đầm xòe cho bé rồi á, thì mình sẽ biết cái đoạn này. Cái đoạn này mình sẽ may từ trước ra sau. Các chị xác định đáy nào là đáy sau ha. Đáy nào là đáy trước. Mình sẽ may từ trước ra sau nè, từ trước
ra sau. Và tới cái phần sau này á, thì mình sẽ chừa lại ha. Cái phần ở trên này mình sẽ chừa lại khoảng 7 cm. Mình đừng có may hả? Mình may từ trước ra sau. Tới đây chừa khoảng 7 cm, mình lại mối, mình không may để mình mở ra ha. Đó, và mình cũng sẽ vắt sổ nha. Rồi, sau khi mình đã may từ đáy trước ra đáy sau, phần đáy sau mình sẽ chừa lại khoảng 7 cm. Mình sẽ lộn ra, mình sẽ lộn ra mặt phải ha, thì nó sẽ ra được cái ống quần rồi. Đó, nó ra được cái ống quần rất là to như thế này. Và bây giờ mình sẽ đi may rút dúng phần này ha các chị. Mình rút dúng cái phần thân trên này, phần thân dưới thì như vậy là đã xong ha. Mình may phần, mình đính phần lai này nữa là xong nè. Đó, rồi còn phần thân trên này mình sẽ rút nhúng. Rút nhúng bằng cái gì? Rút nhúng bằng cái áo ở trên này. Nó từ mình đo từ mép ngoài này luôn ha. Mình đo tới bên đây, mép ngoài bên đây của cái thân sau. Mình đo nguyên một cái đoạn dài này bằng bao nhiêu, thì trên cái ống này mình sẽ rút nó lại bằng bấy nhiêu. Đó, để mình may cái này với cái này, cái áo với cái quần ha. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi rút nhúng nha. Rồi, cái phần ống này thì mẹ bóng chỉ đi dằn như thế này thôi ha các chị. May một đường lại mối nè. Đó, may một đường lại mối nè. Rồi, may một đường lại mối nè ha, cho nó hở hở ra như vậy cho nó đẹp ha. Đó. Rồi bây giờ mẹ bóng sẽ rút nhúng nè. Các chị, đây là cái chân vịt nhúng ha. Có nhiều chị hôm trước nói là cái phần nhúng mẹ bóng bỏ qua nên các chị không biết làm. Ở đây thì mẹ bóng may bằng chân vịt nhúng. Cái lò xo sau cái lò xo sau này để mình vặn, mình chỉnh cái độ cao thấp của chân vịt. Đó, nó càng thấp như thế này, nó càng xuống như thế này á, thì nó càng dốc như thế này thì độ dúng nó càng cao. Đó, còn mà nó càng ngang ra thì độ dúng nó ít. Đó, mẹ bóng sẽ để cái độ dúng nhiều nè. Rồi, và mẹ bóng sẽ chỉnh chỉ thưa. Đó, chỉnh chỉ thưa nhất ha. Rồi, và bây giờ mẹ bóng sẽ nhúng từng đoạn, tại vì mình canh bằng chân vịt nó khó hơn canh bằng tay. Cái chân vịt nó nhúng theo tự nhiên của nó, còn tay thì mình rút được. Bây giờ ở trên cái áo này á, mẹ bóng sẽ canh nè. Cái đoạn từ mép sau này tới cái đường sườn này á, là 14 xăng. Thì mẹ bóng sẽ nhúng nè. Cái phần thân trên, cái phần thân sau nè, là từ cái đoạn mép này nè tới cái đường sườn này, mẹ bóng rút và mẹ bóng phải kiểm là nó đủ 14 xăng thì mẹ bóng mới tiếp qua tới cái phần thân trước. Phần thân trước thì từ cái đường sườn này qua tới cái đường sườn bên này là của thân trước á, thì nó là 34. Đó, để đo lại coi đúng không? Đúng rồi, 34 xăng, thì có nghĩa là một nửa của nó là 17 xăng, đúng không? 17 xăng. Thì cái phần thân trước này mẹ bóng sẽ nhúng từ cái phần sườn nè tới cái phần giữa đáy của thân trước nó phải được 17 xăng, rồi từ phần giữa đáy này qua tới sườn bên này 17 nữa là đủ 34. Thì như vậy độ nhúng mình nó mới đều nha các chị. Đó, nên là bây giờ mẹ bóng sẽ canh ha. Mẹ bóng sẽ nhúng trước một đường của thân sau nè, sau đó đo ha. Bây giờ cái đoạn này là cái đoạn xẻ nè, xẻ 7 xăng nè. Mẹ bóng sẽ gấp vào như thế này và mình nhúng ha. Gấp vào rồi mình sẽ đặt vào cái chân vịt nhúng này, nhớ là chỉnh chỉ thưa nha các chị. Rồi, đây là chân vịt nhúng ha, mình sẽ để may một chân vịt thôi. Bây giờ mẹ bóng sẽ may từ đó may tới cái đường sườn thôi. Nhúng bằng chân vịt thì nó rất là đều. Đó, nhưng mà mình khó cái là mình khó canh cái khoảng cái độ rút của nó. Rồi, tới sườn là mẹ bóng ngừng lại nè. Tới sườn là mẹ bóng ngừng lại, mẹ bóng đo cái đoạn này coi đủ 14 chưa. Đó, nó hơn 14 một chút thì mẹ bóng phải may thêm một chút xíu nữa ha. Nó khoảng 16. Thì bây giờ mẹ bóng sẽ may thêm một đường nhỏ nhỏ ở phía cuối này, ở ngay giữa cái mông này, cho nó phồng ở giữa mông một tí. Rồi, cho nó rút ở giữa này chút xíu nữa, mẹ bóng sẽ đo lại. Rồi, bây giờ đủ 14 rồi, là bây giờ mẹ bóng ngưng. Mẹ bóng sẽ tiếp tục cho cái phần thân trước nè, từ sườn này tới đáy nè, từ bên sườn bên ngoài nè tới cái phần đáy này nè là một nửa của thân trước, thì nó phải được 17 xăng. Thì bây giờ mẹ bóng sẽ đặt vô, mẹ bóng may. Đó, nó khớp từng đoạn thì cái độ nhúng nó mới đều các chị. Rồi, bây giờ mình sẽ nhúng cái phần này. Rồi, tới phần đáy là mẹ bóng ngừng nè. Giữa đáy của thân trước là ngừng. Bây giờ mẹ bóng sẽ đo cái đoạn này coi đủ 17 chưa. Rồi, đủ 17 ha. Đủ 17 thì mẹ bóng sẽ tiếp tục may tiếp một nửa còn lại của cái thân trước.
Vì nó đủ rồi ha, nó không bị thiếu, không bị thừa. Đó, các chị canh từng đoạn ha. Như vậy thì nó sẽ dễ cho mình. Rồi, tới cái sườn mẹ bấm cũng ngừng lại. Mẹ bấm kiểm tra coi từ giữa đáy trước này tới cái sườn nó có đủ 17 không. Rồi, cái này nó hơi dư nè. Đó, cũng là chân vịt nhưng mà lúc thì nó chạy nhanh, lúc nó chạy thấp chân chậm sao mà nó lại dư nè. Rồi, mình sẽ rút thêm tí nữa. Rồi, mình sẽ kiểm lại ha. Rồi, được 17 rồi ha. Bây giờ mẹ bấm sẽ may đoạn còn lại của thân sau. Đoạn còn lại của thân sau này là rút được 14 nha, rút còn 14. Nhớ là cái phần xẻ này mình sẽ gấp nó lại ha, gấp cái mắt sổ lại như thế này. Rồi mình đo lại coi đủ 14 không. Rồi đủ 14 luôn ha các chị. Vậy là mẹ bóng đã rút bằng với cái áo rồi đó. Canh từng đoạn ha. Bây giờ thì mình sẽ tới cái bước mình ráp cái quần với cái áo với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ tới công đoạn là mình sẽ ráp cái áo này với cái quần. Bây giờ mình sẽ lấy mặt phải nè. Mình ấp với mặt phải. May từ phía sau lưng, may từ phía cái đoạn xẻ phía sau đáy sau ha. Mặt phải đây. Mình ấp với mặt phải đây. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái mặt phải, úp mặt phải nè. Đó, mặt phải nè ha, úp mặt phải. Rồi mình sẽ lật ra, mình chỉ lấy cái miếng mặt phải thôi, mình đừng có may miếng lót nha các chị. Rồi, mẹ bóng sẽ đặt cái phần xẻ chữ V xẻ 7 phân này ha, đặt sát với cái đường đinh luôn. Đó, đặt sát với đường đinh luôn ha. Rồi và mẹ bóng sẽ may nối hai cái này với nhau. Chỉ có lớp chính thôi, với cái lớp chính ở dưới thôi, không có may lớp lót, tương tự như bài body chip và may đầm xòe ha. Rồi, các chị sẽ đặt vào và may. Và khi may, hồi nãy mình nhúng nó bằng rồi thì bây giờ các chị cũng để ý nha. Cái sườn của này nó phải khớp với cái sườn của này nè. Rồi cái đáy giữa này thì khớp với giữa thân nè. Rồi cái sườn bên đây nó phải khớp với cái sườn bên đây. Và tới cái cuối cùng thì nó sẽ khớp với nhau. Còn nếu mình không canh, mình may một vòng luôn đó thì nhiều khi tới cuối nó sẽ bị lệch ha. Nên là tới đâu thì mình canh bằng tới đó. Đó, và cái mép bên kia thì cái mép xẻ này nó cũng sẽ khớp với cái đường đinh này, sát mép luôn ha. Giờ mẹ bóng sẽ đi may đường đó ha. Rồi sau khi mẹ bóng đã may ha, lớp chính với cái phần quần ha, thì bây giờ mẹ bóng sẽ lật nó lên tương tự như bài body chip nè. Đó, thì nó sẽ được như thế này ở mặt thân sau và như thế này ở mặt thân trước. Đó, các chị thấy chúng ta đã gần xong rồi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ xử lý cái phần lớp lót nữa. Thì cái lớp lót này như cái bài body chip nó sẽ có hai cái hướng xử lý. Một hướng là mình sẽ gấp nó lên, ủi gấp nó lên ha. Đó, và chúng ta sẽ may mí lọt khe hoặc là mí một ly ở bên ngoài, gấp nó lên như thế này, che cái mép đường may đi các chị. Che mép đường may xấu xí đi ha. Đó, gấp nó bên trong thì bên ngoài mình đi mí một ly thì nó sẽ đè lên lớp bên trong luôn. Đó. Còn nếu như chị nào cảm thấy mình may như vậy không được, khó quá thì mình sẽ đi vắt sổ cái đường này ha. Trước đó mình vắt sổ cái đường này. Và lúc này thì mình chỉ gập một chút xíu, mình đính ở cái đoạn đầu này thôi. Còn cái đoạn trong này thì mình chỉ đính nó ở các đường sườn nè. Mình bung ra như thế này luôn, tại vì mép này mình đã vắt sổ rồi ha. Mình bung xuôi nó như thế này, mình chỉ đính nó lại thôi cho nó khỏi bay thôi. Đó, thì cái cách đó nó dễ nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng cách kia. Đó, cái này mình lật lên và mình đính nó lại chỗ này thôi. Đó, mình chỉ đính từng đoạn ha, cho cái lót này nó nằm êm. Và cái mép này mình sẽ đi vắt sổ ha. Đó, còn mẹ bóng thì mẹ bóng sẽ gập lên như thế này ha. Và mẹ bóng sẽ đi mí một ly ở bên ngoài. Đó, thì ở trong này nó sẽ đè lên. Đó, mình gập lên từng đoạn mình ủi gập lên và mình đính kim ghim vào trước khi mình may ha. Đó, là như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó ha. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi mí đường bên trong nha. Rồi, như vậy là mẹ bóng vừa mới hướng dẫn xong cho mình làm cái mẫu zoom áo như thế này cho bé ha. Rất là xinh luôn. Phần cổ thì nếu mà chị nào biết thêu tay hoặc phần giữa thân này chị nào biết thêu tay thì mình có thể thêu tay ha. Rất là xinh, còn ở đây thì mẹ bóng sẽ đi bằng máy nè. Chúc các chị sẽ thành công với cái mẫu zoom này nha. Hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.